Lại là thứ sáu và không nói nhiều nữa Chúng ta quay lại với Rick với những quả bom Bom gì? The Walking Dead phần 4 AMC The Walking Dead phần 4 Nơi mà Rick thu nạp một đống người về nhà tù Và xong rồi toàn người già yếu nên là bị bệnh Xong rồi thống đốc còn mang xe tăng đến bắn Và cuối cùng thì cả nhóm đi bộ nhiều vãi lều Cụ thể thì sau khi chiến thắng được thống đốc Người dân ở Woodbury chuyển hết về nhà tù Cuộc sống dần trở nên ổn định Rick bây giờ thì quy ẩn về chăn lợn trồng rau Để dạy lại Carl về nhân tính không được tùy tiện gì súng một người khác nữa. Nhà tù giờ quay trở lại chế độ dân chủ với hội đồng gồm nòng cốt của cả nhóm là Daryl, Herschel, Carol, Glenn, Maggie, thêm cả Sasha, cô em gái trong cặp anh em da đen ở phần trước. Ông anh trai Tyrese thì chất phác quá nên là không được làm lãnh đạo. Michonne thì quyết tâm là đi tìm thống đốc để trả thù nên là cũng không vào nhóm này. Sáu người của hội đồng quản lý sinh hoạt trong nhà tù tiêu diệt đám zombie tụ tập ngày càng đông bên ngoài hàng rào và ra ngoài để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Nhà tù bây giờ chấp nhận những người sống sót khác vào nếu mà họ vượt qua ba câu câu hỏi là đã giết bao nhiêu xác sống, đã giết bao nhiêu người và tại sao. Thế nên là nhà tù giờ có nhiều người mới như là cô này là người yêu của Tyrese, sau sẽ chết. Đám trẻ con này sao sẽ chết Bóp một cựu quân y cũng chết nhưng mà không phải mùa này Và vô số những người cũng sẽ chết khác Tóm lại đây là chuỗi ngày yên bình của tận thế Trẻ con được đọc sách kể chuyện Thậm chí Carol còn lén dạy chúng tự vệ bằng dao Chắc là do ám ảnh về con gái đã chết Nhưng mà vấn đề bắt đầu khi mà dịch bệnh xuất hiện mà không ai biết Bắt đầu từ một thằng bé đột tử trong phòng tắm Nó biến đổi thành zombie và mò vào trong các xà lim Đến sáng hôm sau thì bạo loạn diễn ra Nhiều người đã chết Đến khi tìm thấy F0 thì bác sĩ nhà tù mới phát hiện ra dịch bệnh hội đồng ra lệnh ngay biện pháp cách ly những ai tiếp xúc với F0 để tránh cho dịch bệnh lây lan Nhưng mà họ phát hiện ra người yêu của Tyrese bắt đầu ho Và một anh quần chúng nào đấy cũng ho Và đa số mọi người thì đều tiếp xúc với thằng cu kia Giờ thì cách ly có vẻ không phải là thượng sách Cái mọi người cần bây giờ là Rick quay lại lãnh đạo để đưa ra quyết định khó Tại vì nếu mà có sai thì có người để đổ tội Rick thì giờ quay làm nông dân thôi Nhưng mà đúng lúc đấy thì zombie quá đông sắp chèn đổ hàng rào buộc Rick cùng Daryl phải lái xe ra ngoài cắt tiết lợn để dụ đám zombie đi tranh thủ thời gian cho người khác dựng cột trống nhưng mà giết đi con lợn nuôi bấy lâu làm Rick bực lắm và thế giới này không cho anh lương thiện nên là Rick trả cho Carl súng và cũng bắt tay lại với người anh em sáu ngón của mình lúc này thì một rắc rối nổ ra khi mà Tyrese trong lúc thăm người yêu ở phòng cách ly thì phát hiện ra hai người bệnh đã ốm lại còn ra gió mà là thai gió Rick lập tức đến hiện trường cùng Carol và Daryl aura thủ lĩnh của Rick lập tức được thể hiện rõ ràng bởi vì anh là thằng bị Tyrese đấm và quy trách nhiệm đến đầu cú đấm làm thằng Ray trong người của Rick tỉnh giấc thế là Rick đấm đến bong ở gân tay để chứng minh định luật hai Newton cái lần đánh nhau này khiến Rick sợ hãi sự tàn bạo của bản thân nên lại muốn rút lui nhưng mà Herschel bảo là nhấc đít lên và bảo vệ mọi người đi. Trong lúc đó dịch bệnh càng lan rộng, Sasha đã ho và cố tự giác tìm đến phòng cách ly. Bên trong thì đầy người bệnh và chính bác sĩ thì cũng nhiễm bệnh luôn. Không chỉ thế mà tất cả những người sinh hoạt ở xà Lim đều dính chấu. Thế là chúng ta đưa ra kết luận gì? Là nhà tu cần có thuốc để chữa bệnh và hy vọng của mọi người là đại học thú y cách đó 50 dặm. Trong lúc đội Daryl dẫn nhóm đi tìm thuốc thì phải cách ly hẳn trẻ con khỏi những người bị ốm. Koro thì không thích điều này vì thằng bé nghĩ là nó là thợ săn chứ không phải là động vật cần bảo tồn. Nhưng mà Rick tha túng phết và giao nhiệm vụ cho nó là bảo vệ những người ở trong thế là thằng cu lại vui vẻ đi làm đúng không trẻ con lúc này thì glen cũng bị nhiễm bệnh rồi ôi không mà số người ốm cũng tăng lên chóng mặt herschel thì cố gắng tìm thuốc lá để hạ sốt chờ đợi Daryl dẫn đội đi tìm thuốc về ông cũng tình nguyện vào phòng cách ly chăm sóc mọi người mặc cho Maki cố gắng ngăn cản rick lúc này lại đi điều tra vụ thiêu hai người bệnh và tìm được vết tay máu trên cánh cửa đoạn này tội đích hiểu sao là rick đoán được hung thủ là carol nhưng mà giờ này chưa phải lúc là chỉ mặt sâu lỗi trong lúc này thì đội tìm thuốc gặp khó khăn tại vì trước đại học thú y là cả một lò zombie. Mọi người chia nhau ra chạy vào rừng nhưng mà Tyrese lại lý lợm ngồi trong xe, chắc là suy nghĩ là muốn đi luôn cùng người yêu. Đến lúc quyết tâm chạy ra ngoài thì zombie đã bu vào như ruồi và thôi, mất luôn cái xe. May là Tyrese còn sống. Thế là deadline lấy thuốc bị delay. Lúc này thì Rick cũng đã hỏi Carol về vụ thiêu người kia. Carol thì bảo là ừ, tôi làm đấy. Thế là Rick dẫn Carol ra ngoài để kiếm đồ dùng, chủ yếu là kiếm thuốc cho Herschel. Trong lúc đấy thì nhóm của Daryl đang phải đi tìm một con xe khác. Họ đến một cây xăng, chặt đám cây bên ngoài tìm lối vào trong Terry thì hùng hục làm để đỡ bực vụ người yêu bị thay gió khiến cho anh suýt chết tại bị zombie thế là Michonne dạy cho Terry bài học về việc kiểm soát giận dữ tóm lại là anh có quyền bực bội nhưng mà đừng có để làm hành động của mình là hại cả bọn và chúng ta được biết thêm về Bob thanh niên này rất là đen ý là xui ấy. đã từng ở hai nhóm khác nhau và đều là người duy nhất sống sót Thế nên là Bob rất sợ cô đơn và mượn rượu để tỏ ra ổn Quay lại với Rick thì anh và Carol đang lút đồ thì gặp được hai người sống sót Một thằng bé bị chạy cái vai và một con bé bị tật chân Hai đứa này thì muốn được đi tù Rick chấp nhận ôi ok, mặc dù là nhà tù đang bệnh tật và cũng bắt đầu đưa ra ba câu hỏi và bọn này được nhận. Rick thì muốn đi lút đồ tiếp nên là dặn cả hai ở lại, nhưng mà chúng cũng muốn là giúp đỡ. Rick đành phải đồng ý và đưa cho mỗi đứa một khẩu súng và một cái đồng hồ để về đúng hẹn. Còn anh thì sẽ lốt cùng Carol và do hỏi là tại sao cô này lại giết hai người bệnh. Carol bảo là đấy là về cân làm để sống sót nên là cô làm. Rồi thì cô không còn yếu đuối rồi, phát triển nhân vật rồi. Khi đến giờ hẹn thì cả hai quay lại căn nhà ban đầu và tìm thấy cô bé tật chân đã thành bữa tối giữa đường. Quay về căn nhà thì cũng chả thấy thằng cu kia đâu. Rick tiếc cái đồng hồ lắm nhưng mà thôi, Carol bảo đi về đi. Thế là thôi đi về. Lúc này thì Rick mới nói thẳng vấn đề với Carol là anh không chấp nhận một kẻ giết đồng đội. Thế là Carol bị đuổi đi Carol bảo đi đi Còn tặng lại luôn Ricky đồng hồ cho đỡ tiếc này Carol cùng mọi người lúc này thì đã vào được khuôn viên trường An toàn đi đến phòng chứa thuốc Thế nhưng đường về lại kẹt và đầy zombie Và không hiểu sao là không quay về bằng cái đường đi vào anh em kênh chat ấn một để khó hiểu ạ thậm chí là bóp còn tí chết vì khăng khăng bảo vệ cái ba lô mà trong ba lô là cái chai rượu chứ có tí thuốc nào đâu đúng là làm người nghiện trong tận thế khổ thật giờ thì cái cách duy nhất để hết nghiện là mua áo của chùm cuối figure của chùm figure và sticker của chùm sticker nơi mà chúng tôi bán đủ các loại áo về phim game anime me me cùng những figure rất là đẹp để bạn trang trí phòng ngủ của mình và sticker để dán vào đâu cũng được lúc nào chúng tôi cũng có rất nhiều ưu đãi các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để sắm ngay cho mình ở trong nhà tù thì bệnh tật đang làm bố mọi người Herschel nhờ clan và sasha xử lý mọi việc nhất là chuyển những người đã tèo ra ngoài để xử lý trong im lặng Giờ thì Maggie là người đang cân tim nhưng mà may là Rick đã về Anh giải thích cho cô về chuyện của Carol mà ghi choáng váng một lúc tại vì lãi mất thêm một người nhưng mà cô tin vào uy tín của Rick. Bệnh nhân trong khu cách ly thì ngày càng nặng và ông bác sĩ thì cũng đến giai đoạn cuối rồi. Dặn dò Herschel là có súng dấu dưới cầm giường và đến lúc cần thì phải dùng vaccine kiểu Triều Tiên thôi. Trước khi đi ngủ thì Herschel sẽ đóng tất cả cửa phòng lại để phòng bất chắc xảy ra. Nhưng mà người cần chăm sóc thì quá nhiều nên là bắt đầu có người hóa zombie mà không ai để ý. Bệnh nhân mà Glenn chăm sóc cũng đột tử nhưng mà Glenn đang thèo thào lắm, chả giúp được cái gì. Đúng lúc này thì một con zombie xuất hiện tấn công Herschel. Một anh cầm súng đi ra định giúp thì lại bị cắn tiếng súng nổ vang ra ngoài nhà tù maggie vội đến hỗ trợ phòng cách ly loạn hết cả nên là maggie phải tìm cách đập cửa đi vào herschel chạy đến phòng bác sĩ tìm lấy súng phía bên ngoài thì rick đã phải nhờ coral củng cố hàng rào nhưng mà đám zombie đã tràn vào bên trong mà nhưng mà tạm thời bị chặn bởi lớp hàng rào thứ hai thế là hai bố con chạy đi lấy súng để clear lính herschel cũng có súng nhưng mà ngại để bọn trẻ thấy cảnh bạo lực nên là phải dụ chúng vào chỗ khuất để xử lý maggie cũng vào được bên trong để trợ giúp herschel lúc này mới rảnh tay để chăm sóc Glenn yên tâm là chơi card ở anh châu á nào thay thế đâu nên là chơi chết được và cuối cùng thì vấn đề cũng được giải quyết đám zombie bên ngoài cũng bị hạ gục cả mà đội thỉnh kinh thì cũng đã về đến nhà hy vọng về đến bạn rồi không khí trong nhà tù sáng sủa hắn ra. michon và herschel ra ngoài xử lý đống xác mà không biết là lại có vấn đề mới là thống đốc đang đợi họ suốt thời gian qua thì thống đốc bị hai tên đàn em bỏ rơi quay lại hút berry đốt sạch mọi thứ sau, sau đó đi lang thang ngoài đường cả người rách rưới bẩn thỉu có mỗi cái bịt mắt là còn nguyên trong lúc mơ màng thì ông thấy một con bé trên cửa sổ và đi về hướng đấy và đó là lúc mà ông ta một gia đình sống sót gia đình này thì không xua đuổi nhưng mà cũng cảnh báo thống đốc là đừng có ý đồ xấu thống đốc tự liền sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi người chị của gia đình là lily thì còn tốt bụng là đưa đồ ăn sang gia đình bên kia thì còn có cô bé megan là con gái của lily ông bố già bị ung thư và cô em tara học viên cảnh sát thống đốc thì cũng trả ơn bằng cách là giúp họ chuyển ông bố vào nhà, tìm một bộ bàn cờ cho bé gái và mò đến viện dưỡng lão để kiếm bình oxy cho ông già. rồi Lily lại sang trả ơn bằng cách chăm sóc vết thương. thêm cả cô bé Megan thì xem sen tuổi với con gái thống đốc nên là thống đốc quyết định ở lại để gọi là reset cuộc đời luôn. cho đến một ngày thì ông bố chết, gia đình của Lily co cụm lại sợ hãi và trống vắng. thống đốc quyết định là bỏ qua quá khứ và coi đây là gia đình thực sự để bảo vệ. họ quyết định đi tìm một nơi khác tốt hơn nhưng mà lại không tốt lắm tại vì mất luôn cả xe, xong bị zombie lùa chạy vào rừng, thống đốc ôm Megan ngã xuống cái hố đầy zombie và trong cái hố này quen chưa oan ra chưa đây chính là tác phẩm của tên tay sai cũ martinez nhưng mà giờ vị trí đã thay đổi martinez giờ đã có chạy riêng và chấp nhận để thống đốc gia nhập với điều kiện là giờ ta là bố mày là con thế là gia đình thống đốc có chỗ trú chân mới mặc dù điều kiện sống cũng không tốt lắm thống đốc gia nhập đội tìm kiếm nhu yếu phẩm cuộc sống này cũng coi như nhẹ nhàng trôi qua họ có cả thời gian để nhậu nhẹt y như đi cắm trại martinez còn rủ thống đốc chơi đánh gôn bốc phét nhưng mà martinez dù sao đây cũng chỉ là lính tráng gặp Thời thôi thống đốc xử martinez thả xuống hố zombie và hôm sau mọi người tụ tập lại để chọn ra chủ huy mới hai anh em nhà này là hai người có ưu nhất tại vì có súng và ông em nhận làm chủ huy tại vì giỏi hùng biện ông anh thì hơi tàn nhẫn thô tiền và trong lần ra ngoài tiếp theo thì họ tìm thấy một trại sống sót khác ông anh thì muốn tấn công để cướp đồ nhưng mà thằng em lại không đồng ý một lúc sau họ quay lại thì trại đấy đã bị người khác cướp ông anh cáu lắm tại vì nãy mà nếu quyết đoán thì đồ là của mình rồi tóm lại là thống đốc thấy hai bố lít đời như này thì biết là của trại này nâu no hốp rồi thế là dẫn mọi người Người chuồn đi vào đêm đó nhưng mà mọi người thì bị một đầm lầy zombie chặn lại thế là lại phải quay về kế hoạch đã đổi xin thằng em rồi thuyết phục thằng anh đi theo mình thống đốc sau đó lập tức ra cố an ninh cho trại nhưng mà họ vẫn cần một nơi tốt hơn để sống nhất là khi megan bị tấn công vào sáng hôm sau thống đốc lại bắt đầu nghĩ đến cái nhà tù và bắt gặp Michonne cùng herschel ở bên ngoài hai người đang mãi thiêu đống zombie hôm trước thế là Michonne bị đánh lén và herschel thì què làm được cái gì đâu thống đốc quay lại trại thuyết phục mọi người tấn công nhà tù vì nhóm của rick là người hết dâm con heo để bơi ra sống biển mà thống đốc thì còn có hai con tin nên là có thể dễ dàng chiếm được trại mọi người nghe thấy thì cũng ok thống đốc cũng nói thẳng kế hoạch ra cho herschel và michon Ông già thì cố thuyết phục thống đốc chung sống hòa bình nhưng mà điều đấy là không thể tại vì Michonne và hắn không thể sống chung được. Nên là giờ dùng con tin để trao đổi là biện pháp an toàn nhất, ít thương vong nhất cho vai thống đốc. Hắn đưa Lily và Megan sang bờ bên kia sông tại vì đám zombie bờ kia thì không sang được bờ bên này. Nhưng mà Megan đoạn sau thì bị zombie bên bờ bên này cán chết. <laughs> thống đốc an tâm đến nhà tù đưa ra Herschel và Michonne để thị uy yêu cầu là đổi con tin lấy nhà tù và nhóm của Rick phải rời đi trước khi trời tối. Trong khi Rick đang thương lượng thì con bé Megan đã chết như vừa nói ban nãy đội chiến đấu trong nhà tù thì cũng sẵn sàng phản công dân thường để chuẩn bị tinh thần rút lui bất cứ lúc nào rick thì vẫn cố gắng thương lượng nhường một nửa nhà tù thế là rick chơi trò không ăn được thì đạp đổ hai bên đánh nhau thì chắc chắn sẽ hỏng hàng rào và nhà tù thì mất đi 70% mươi lợi thế thống đốc cũng cứng luôn kề kiếm vào cổ hosho để uy hiếp rick lại đánh vào tâm lý những người khác nhưng mà thống đốc đã mất kiên nhẫn chặt luôn đầu hosho ôi không và thế là thưa quý vị và các bạn chiến tranh. Rick giữa làn đạn bị trúng phát vào chân. Đúng lúc đấy thì Lily mang xác của Megan đến và thống đốc lại tiến vào trạng thái điên cuồng, ra lệnh cho xe tăng húc đổ hàng rào. Những người khác thì núp dưới xe tăng để tiến lên. Bên phe Rick chỉ có nước thả diều và đánh vừa chạy, yểm hộ cho người khác chạy lên xe buýt. Maggie đưa được Glenn lên rồi chạy lại xuống tìm Beth. Khi mà cuộc chiến cao trào thì xe buýt quyết định bỏ đi trước. Bob, Maggie và Sasha tìm được nhau. Tyree thì đơn độc chiến đấu nhưng mà được hai đứa nhỏ dùng súng yểm trợ thì vì bên địch thế trẻ con thì không dám đánh. Rick thì bị thống đốc đấm cho không trượt phát nào. May mà có Michelle Sean đến giải cứu Rick cắn gượng dậy tìm Carl Hai bố con dìu nhau đi thì bắt gặp cái nôi chấm của Judith Và nghĩ rằng con bé đã mất ừ. Daryl thì cùng Beth chạy trốn vào rừng Và nhà tù giờ bị phá hủy hoàn toàn Michonne thì là người cuối cùng ở lại Lại kiếm hai kẻ vác đồ và bắt đầu hành trình cô đơn lẻ loi Carl và Rick thì cứ bước đi dọc đường đầy bùn đất Carl thì đang bực bội vì ông bố không bảo vệ được Judith Rick thì cố lết xác tàn theo thằng con Hai người tìm thấy một trạm rừng chân vào trang để tìm đồ Rick thì đã yếu đến mức mà không thể tự hạ một con zombie Nhưng mà vẫn cố chấp muốn bảo vệ Kha thằng bé rất khó chịu với việc là bị coi như trẻ con đúng là bọn dạy thì lúc này thì Michonne phát hiện ra dấu chân của hai bố con nhưng mà không hiểu sao lại bỏ vào rừng Rick và Kha tiếp tục đi và may mắn thì là một căn nhà để trú lại đêm đến thì Kha buộc lại cửa nhà nhưng mà Rick vẫn cẩn thận lấy sofa chèn cửa rồi đi kiếm đồ ăn Kha thì lúc này vẫn đang nhùng nhằng khó chịu kiểu quan tâm đến bố nhưng mà làm gì cũng cục cằn lúc này thì Michonne đang mơ về quá khứ cuộc sống bình thường hồi mà chồng con còn sống thứ duy nhất không ổn là thằng con có vẻ là hơi quá trắng so với bố nó và đùng họ biến thành zombie ký ức này thì ám ảnh từ cô từ đó đến giờ kho lúc này đã tỉnh dậy nhưng mà rick thì không nhưng mà anh vẫn chưa chết chỉ là do quá mệt mỏi để thức dậy thôi kho thì bực bội để vì ông bô không chịu tỉnh từ là tiếng hét của cậu dụ hai con zombie đến phá cửa kho tìm cách để dụ hai đứa ai ra khỏi nhà rồi chật vật hạ từng con sau khi nôn ra một bãi vì sợ hãi và thế là kho chính thức trưởng thành trong tận thế michon lúc này vẫn cứ lang thang cùng hai con xác sống và thậm chí là nhập cả vào đàn zombie mà không biết kho thì đã quay lại căn nhà rick thì vẫn đang ngủ và cậu bắt đầu tuôn hết bực bội trách rick là không bảo vệ được mọi người Quay lại với Michonne thì cô chợt tỉnh mộng và nhận ra bản thân đang ở giữa làn zombie. Thôi được, nó giải tỏa cảm xúc một xíu. Cô bắt đầu quay lại con đường bùn đất hôm trước để lần theo dấu vết để tìm bố con Rick. Đêm hôm đó thì Carl tỉnh dậy và thấy ông bố bắt đầu cử động nhưng mà cứ chậm chậm lết lết như một con zombie. Cứ tưởng là Carl lại phải tự phù phép mồ côi bản thân phát nữa nhưng mà may Rick cũng còn sống sống tận mùa cuối cơ mà sáng hôm sau thì Michon tìm thấy hai bố con và đây là lần thứ hai tới lúc tận thế là Rick gục ngã vì vui sướng lúc này thì Daryl và Beth vẫn cứ di chuyển liên tục trong rừng vì đây là nơi an toàn nhất với Daryl nhưng mà cái chiến binh thì đang hơi rơi vào tuyệt vọng thì vì anh nghĩ là tất cả bạn bè đều đã chết nhưng mà Beth thì vẫn giữ được hy vọng nên là cô kéo anh quay lại và tìm dấu vết mọi người họ lần theo dấu chân tìm thấy vài người ở trại đã biến thành zombie và hiện thực như tè và hy vọng của Beth khiến cô chấp nhận việc sống trong rừng với Daryl thứ là dấu vết họ tìm được là của Tyrese đang bồng Judith cùng với hai chị em em đang cứu mạng anh nhóm này chật vật nhất tại vì toàn trẻ con với lại sơ sinh mà người dẫn đầu là đàn ông đang đi trong rừng thì Tyrese nghe thấy tiếng hét thế là liền để lại đứa bé cho hai con nhóc rồi dặn dò chúng đàng hoàng rồi bỏ đi giúp mấy người kia nhưng mà chính hai đứa nhóc lại gặp nguy hiểm Tyrese nghe thấy tiếng súng nhưng mà trận chiến thì không cho phép anh dừng lại may mà Carol đã xuất hiện để cứu thế là họ bổ sung nhân lực và nhóm trông ổn hơn nhóm được Tyrese giúp đỡ thì đã chết gần hết còn mỗi một ông đang sống thì bị cắn mất rồi ông này nói là cứ đi theo đường dây sẽ đến một nơi an toàn và nghe thấy từ khóa an toàn thôi là cả nhóm quyết định đi

Mà đám này chính là cái đám mà Daryl và Beth tìm thấy Nhóm Carol đi được một đoạn thì thấy một bản đồ dẫn đến Terminus Cùng với lời quảng cáo là thánh địa cho người sống sót Giờ thì nó sẽ là đích đến của họ Trường có nhóm khác là gồm Maggie, Sasha và Bob Sasha thì muốn tìm một nơi an toàn để sống Nhưng mà Maggie nhất quyết là đòi đi tìm Glenn Còn con em Beth thì chả nhắc gì luôn Sasha không muốn tách đoàn nên là đánh đi theo Bob thì không phải cứ đi một mình là được Họ đi tìm một lúc thì thấy một chiếc xe buýt đỗ ven đường Bên trong thì toàn là zombie Maggie thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng Sống phải thấy người chết phải thấy xác Thế là ba người tìm cách dọn sạch đống zombie để cho Maggie leo lên xe tìm kiếm và không hề có Glenn ở đó vì anh đã xuống xe buýt tìm cô và kẹt lại ở trong nhà tù. Giờ thì Glenn khỏe rồi, tìm cách quay về phòng lút đồ, lấy tấm ảnh của Maggie làm điểm tựa cho hy vọng là cô còn sống rồi quyết tâm mà thoát ra ngoài. Glenn lên full giáp xông vào bầy zombie. Và đột nhiên anh phát hiện một người sống sót Chính là Tara đang thu lưu trong một góc an toàn Glenn giờ chẳng quan tâm được Keta gì nữa Cần mọi sự giúp đỡ để tìm Maggie Và chính tinh thần này đã vực lại Tara Đang bị tội lỗi dày vò Glenn dùng một chai Molotov tự chế để đánh lạc hướng Và cả hai chạy được ra ngoài đường Lúc này thì Glenn mệt ngất đi rồi May là có nhóm người khác tìm thấy họ Tara quyết định là đi theo những người này Với leader là Abraham Một cựu quân nhân có quả đầu học sinh cá biệt Quay lại với bố con Rick thì từ khi có Michonne thì không khí vui vẻ hơn Và họ quyết định ở lại một thời gian vì Rick chưa khỏe hẳn thế nên là anh sẽ ở nhà còn Carl và Mission sẽ ra ngoài kiếm thêm đồ nhưng mà Rick thì không được yên ổn tại vì có một nhóm người lạ xông vào nhà kinh nghiệm sương máu đã khiến Rick lập tức trốn tránh chui xuống gầm giường một tên trong đấy thì leo lên hẳn cái giường để ngủ lúc sau thì một tên khác đi vào và hai thằng này đánh nhau để giành nơi ngủ và một thằng đã phát hiện ra Rick nhưng mà may cái thằng kia đánh ngất thằng này nên là nó chả kịp nói gì may nhá lúc này thì Glenn tỉnh dậy và đòi dừng xe lại để đi ngược về địa điểm cũ tìm Maggie Abraham thuyết phục anh giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ và nhiệm vụ là đưa tiến sĩ Eugene đến Washington và để điều chế vaccine chữa zombie. Thực ra là cái bố Eugene là bốc phét đấy. Nhưng mà mùa sau mọi người phải biết, chứ bây giờ chỉ có vaccine Triều Tiên mới chữa được zombie thôi. Glenn đây quan tâm đến vận mệnh thế giới tại vì anh xem người nhận phần 2 rồi. Cứu được thế giới nhưng mất quen thì cũng thế. Abraham bảo Maggie là sống thích quá là được, thế là cả hai la vào đấm nhau. Lũ zombie nghe thấy tiếng liền tụ tập đến mà Eugene bối rối tự ý nổ súng khiến cho những người còn lại nhận ra vấn đề và quay lại dọn dẹp đám zombie. Nhưng mà vấn đề nữa là Eugene bắn hỏng xe luôn rồi. Thế là Abraham quyết định đi theo Glenn quay ngược lại để tìm cái xe khác và ít nhất là cái đoạn đường đó họ biết là an toàn quay lại với rick thì anh nhẹ nhàng thoát khỏi phòng khi mà hai thằng kia đã ngủ say giết một tên trong nhà vệ sinh rồi tẩu thoát bằng đường cửa sổ đúng lúc này thì carl và michon quay về rick định hạ luôn tên đứng ngoài cửa nhưng mà đột nhiên xảy ra vấn đề gì đó khiến hắn phải quay vào nhà nên là rick tranh thủ cơ hội dẫn mọi người chạy đi và đến chỗ đường tàu nơi ba người cũng nhìn thấy tấm bản đồ dẫn đến terminus và thế là lại đi bộ con nhóm của Daryl với Beth thì chưa đâu vào đâu, hai người trốn chui lủi khắp mọi nơi, trông đúng một người hèn trong số những người bần. Người khác thì sống ở thời tận thế còn hai người này sống ở thời nguyên thủy luôn. Nó cũng chỉ lo ăn với tìm lửa thôi. Dần dần thì Beth không chịu được cái cảnh sống này nữa, đòi uống rượu. Daryl thì vẫn bận ăn, thế là Beth tự đi tìm rượu, nhưng mà Daryl không yên tâm mà đi theo. Thế là cả hai tìm thấy một cái biệt thự trong phòng đầu tiên này toàn xác người giàu. Daryl vội vơ một đống tiền trên đất, chắc là để nhóm lửa cho nó dễ. Căn phòng tiếp theo là nhà bếp. Beth. Beth tìm thấy một chai rượu để nấu ăn nhưng mà vì bị zombie tấn công nên là lại làm vỡ mất. Phòng tiếp tiếp theo là phòng quần áo và cuối cùng là phòng giải trí mini bar các thứ cuối cùng thì Beth tìm thấy được một chai rượu lành nhưng mà cháo có gốc nào cả thế là bất lực đến phát khóc để rồi thấy thế đập luôn vỡ chai rượu rồi dẫn cô bé đến một cái tròi của một tên buôn rượu hai người tận dụng luôn chỗ này để nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần sau những ngày chạy trốn rượu vào thì lời ra và hai người bắt đầu tâm sự Daryl nói ra được cái sự dằn vặt trong lòng nghĩ tất cả mọi người chết tại vì bản thân chưa đủ nỗ lực nhờ lần rượu này mà quan hệ của Daryl với Beth lại gần nhau hơn Daryl thậm chí tiết lộ nghề nghiệp trước tận thế cho Beth làm quan không phải làm lầu gấu Beth mới dạy anh cách buông bỏ thực tại và đặt niềm tin vào ngôi sao hy vọng và cả hai đốt cái mẹ lên căn nhà luôn thắp sáng niềm tin cho em hai người sau đó tìm được một cái nhà xác bên trong sạch sẽ thì chắc chắn là có người ở đây nhưng mà ngoài vài con zombie được mặc đồ vest đàng hoàng thì chả thấy ai cả đồ ăn thức uống thì đầy đủ thế nên là cả hai chọn một ít để ăn sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng ngôi chỗ đàng hoàng để nghỉ ngơi đến tối hôm sau thì một đàn zombie đột nhiên tấn công cửa chính Beth đành và chạy ra ngoài đường trước còn Daryl thì lợi dụng địa hình trong nhà để clear đống zombie nhưng mà đến khi anh chạy ra ngoài thì Beth đã bị một chiếc xe có dấu thập bắt đi Daryl cố hết sức chạy theo Chạy đến khi trời sáng và ngục ở một gã tư Trong lúc đấy thì một nhóm khác tìm ra anh Và đây chính là cái bọn đã chiếm lấy căn nhà của Rick từ lúc trước Một đám du côn với những cái luật sơ xài để giữ cả bọn không đập nhau Ông Tóc Bạc này thì là leader và mời Daryl vào nhóm Bây giờ đến tình hình của nhóm Maggie Đang hết đạn này sau nhiều ngày lần mò thì họ cũng tìm được thấy tấm biển đến Terminus. Maggie biết là kiểu gì Clan cũng đến đây thôi nên là cả bọn lập tức di chuyển. Nhưng mà thực lòng thì Sasha muốn tìm một chỗ an toàn để sống chứ không phải lang bạc như này. Có mà rằng hôm sau thì Maggie đã bỏ đi tại vì không muốn làm liên lụy đến hai người. Bob lập tức thu dọn đồ để đuổi theo nhưng mà Sasha để chỉ miễn cưỡng đi theo. Maggie đi trước thì luôn để lại ký hiệu cho Clan, thế nên là cũng chỉ cho hai người bạn đi đúng đường để tìm cô. Cả hai đi qua một nơi trú ẩn tuyệt vời và Sasha đã chọn ở lại. Bob thì tiếp tục tìm kiếm. Và thế là họ hôn nhau để chia tay tại vì cũng khá là thích nhau. Nhưng mà lý tưởng khác nhau để đánh chịu thôi. xa xa tiến vào tòa nhà bên đường, trong lúc quan sát địa thế xung quanh thì cô lại nhìn thấy Maggie đang ngủ giữa ba con zombie, thế là vội chạy xuống để giúp đỡ và cả hai dọn hết đám quái xung quanh. Hóa ra là Maggie nhận ra là cần có sự giúp đỡ của đồng đội nên nó đã ở lại chờ họ. Sasha thật ra là sợ đến được Terminus mà không gặp được ai, nghĩa là dập tắt hy vọng của mọi người còn sống trong cô. Nhưng mà giờ phải đối mặt với nỗi sợ thôi. Thế là hai người cùng nhau đuổi theo Bob, tiếp tục hành trình về Terminus. Mà Glenn lúc này cũng đã tìm được manh mối. Thế còn nhóm của Carol thì sao? Nhóm này có tận ba đứa trẻ con nên trông vui vẻ phết. Trong khi đi dọc đường dây thì họ tìm thấy một nông trại, nó khá là gần với nơi Daryl và Beth đốt nhà chứa rượu. Căn nhà khá là phù hợp để cả bọn ở lại, thậm chí lại còn có cả ga để đun nấu luôn. Mỗi tội là Carol phát hiện là con chị lớn hưởng như là có vấn đề Vì nó coi zombie là người cô em gái thì nhút nhát không muốn hại ai nói chung là cũng chả có vấn đề gì đâu cho đến khi con chị tự dưng đi giết con em để chứng minh là sắc sống thực sự có suy nghĩ thế là carol phải cắn răng xử con chị luôn tại vì để nó sống thì có thể judith sẽ gặp nguy hiểm khá là tội nghiệp cho carol mất con ruột chứng kiến một đứa bé coi như con bị hại chết xong rồi phải tự ra tay kết liễu đứa còn lại bảo sao cô này có đủ sức để sống đến hết cả series không gánh tim luôn tối hôm đó thì carol cũng thừa nhận vụ thiêu người nhiễm bệnh với tyrese nhưng mà anh cũng chấp nhận bỏ qua Tại vì Carol sẽ bị cái điều này dần vặt mãi Sáng hôm sau thì Carol và Tyrese rời khỏi nông trại trong im lặng Quay lại với Glenn thì sau vài ngày đi bộ anh đã phát hiện ra tín hiệu mắc để lại Điều này thì không khác gì bơm thẳng ma túy vào đầu Glenn Rick thì cũng đang trên đường hướng về đó Daryl thì gia nhập nhóm của tóc bạc nhưng mà không hòa thuận lắm với các thành viên khác Quay lại với Glenn thì Abraham đề nghị dừng lại nghỉ Nhưng mà Tara lại gặp tai nạn nhỏ đau chân Nó vẫn cố đi tiếp được Thế là Glenn nhất quyết đòi đi Anh dùng bộ giáp để đổi lấy quyết định của Abraham cho mọi người di chuyển Họ tiếp tục đi thì gặp một đường hầm và Abraham thì không chơi tàu anh qua núi nên là chia hành lý mỗi người một phương. Glenn và Tara tiếp tục đi vào hầm và gặp một vụ sạt lở đất. Glenn bất chấp đi qua nhưng bên đầu kia toàn zombie. Phản ứng đầu tiên của Glenn là chắc xem có người yêu không rồi tìm cách để vượt qua. Lúc này thì Abraham tìm được một chiếc xe mới và nghỉ ngơi để Eugene chỉ đường cho Rosita lái xe. Glenn lúc này dùng ánh sáng để thu hút đám zombie về một bên rồi anh lén trèo qua phía bên kia nhưng mà Tara bị kẹt chân vào một mảng tường. Ở bên kia thì Eugene chỉ đường để quay lại đường dây để đợi đám Glenn từ hầm đi ra nhưng mà họ lại gặp một đám người khác mà tí tôi sẽ nói. Quay lại với tình hình căng thẳng của clan thì cậu nhất quyết là không bỏ rơi Tara, nhưng mà đám zombie đã chú ý đến bên này. Trong lúc nguy cấp thì một ánh đèn xuất hiện, một nhóm người tạo đủ tư thế trước ánh đèn ô tô xả đạn păm 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 và đoán xem đấy là ai? Chính là nhóm Maggie đang đi cùng với Abraham và cả bọn quyết định đi đến Terminus cùng nhau. Và ngày hôm sau thì họ đến nơi và căn cứ này thì yên tĩnh đến kỳ lạ Chỉ có duy nhất một người phụ nữ ra chào đón họ và rủ họ ăn gogi Quay lại với nhóm của Rick thì họ qua đêm bên cạnh một chiếc ô tô bàn bạc về tương lai ở Terminus Đúng lúc đấy thì nhóm của tóc bạc ập tới và muốn trả thù cho đồng bọn đã bị Rick giết Daryl tất nhiên là muốn cứu Rick nhưng mà lại bị những tên khác xuống và đánh Tóc bạc thì muốn trừng phạt Rick bằng cách là để một thằng béo trong nhóm làm ảo thuật với Carl Thế là Rick điền lên luôn, cắn cổ tay kia như là zombie Những bọn khác sợ xanh ở mặt luôn, thế là Michonne hạ từ đứa một tên béo muốn lôi Carl làm con tin nhưng mà Rick tiến đến với mồm đầy máu và không ai biết là xác của tên béo thành cái dạng gì. Sau vụ đấy thì Rick ngồi bần thần đến sáng. Daryl đến bên cạnh Rick để nói chuyện. Lần này thì Rick thừa nhận con quái vật bên trong anh và sẽ thả nó ra để bảo vệ Carl. Cả nhóm tiếp tục hành trình về terminus nhưng mà Rick cẩn thận trinh thám trước. Bốn người chia ra làm hai nhóm. Carl thì từ chối đi với ông bố mà chọn đi với Michonne. Thằng bé thừa nhận với Michonne là biết là Rick muốn bảo vệ phần ngây thơ của nó nhưng mà Carl cũng là một con quái vật được chui rèn trong khúc liệt của tận thế. Rick sau đó đi trôn hết đống súng đi để phòng ngừa bất chắc. Bốn người bắt đầu xâm nhập vào bên trong và gặp ngay chỉ huy của Terminus, Gareth. Hắn yêu cầu được kiểm tra vũ khí của cả bọn nhưng mà trả lại ngay. Cả bọn sau đó đi theo một tên hướng dẫn viên nhưng mà Rick phát hiện là tên này đang giữ đồng hồ của Glenn nên là lập tức khống chế hắn. Người của Terminus cũng nhanh chóng bao vây. Gareth quyết đoán dứt luôn đồng đội rồi dùng súng lùa nhóm của Rick chạy theo hướng hắn muốn. Dọc đường đi thì đầy xương sổ và nến như buổi lễ tế. Cả bọn bị bao vây phía sau khu xưởng và bị tước hết vũ khí rồi nhốt vào trong khoang tàu. Ở đó thì họ gặp lại nhóm của Glenn uh, Đoàn tụ Và Rick chốt một câu ngầu lòi để kết thúc phần 4 Là chúng mày chẳng con mẹ nó nhầm người rồi Kết thúc phần 4 Rất là vui vẻ Đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại